Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hải. Nếu thế tuổi các cụ thì nói là 62 cũng được, 63 cũng được. Khi nghỉ hưu ấy, thực sự ra về sức khỏe thì tất nhiên mình không thể so sánh được với những các bạn trẻ. Khi dịch Covid diễn biến rất là phức tạp ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở ngoài Bắc là bắt đầu có những cái chuyến đầu tiên để vào hỗ trợ. Bạn con trai tôi cũng là người đầu tiên đi vào trong vùng dịch. Khi bạn đi, tôi xung phong, cũng chẳng ai cho tôi đi cả. Tôi nghĩ là phần việc của tôi ở nhà phải là hậu phương vững chắc. Tình hình trong đấy thế nào con? Tất cả mọi nơi nó đều thiếu cả, thế nên là ở đâu cũng chỉ được san sẻ ít thôi, nên cũng không thể nào mà đủ hết các đồ đạc của mọi người. Nhìn thấy nó gầy mà nó cũng xót ruột mới bảo gửi sữa vào chứ. Thế thì bạn nói luôn, nếu mẹ làm được thì mẹ gửi cho bệnh nhân. Bởi vì bệnh nhân ở đây rất cần. Không có người nhà, không có hộ lý, không có ai chăm sóc. Đầu tiên là tôi chỉ gửi 200 bộ, chỉ có khẩu trang y tế và bảo hộ y tế thôi. Chuyến thứ hai thì tôi gom được rất là nhiều. Tôi nhờ cái chuyến đầu tiên là cả hãng hàng không người ta cũng không lấy tiền. Rồi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì thấy không có xe, thì các bạn con tôi lại hỗ trợ cho tìm được xe để chở cái đón từ hàng từ sân bay trở vào Bình Dương. Mình bảo bao nhiêu người giúp đỡ mình như vậy mà tại sao mình không đăng một lời cảm ơn. Thì khi đăng lời cảm ơn cái thì các bạn tôi mới biết, các bạn tôi coi như từ các bạn về y tế, chị em đã về hưu đều chuyển tiền vào để cho làm sao để mua được cái gì đó giúp cho nhân viên y tế trong vùng dịch. Sau khi hành động của bà Hải được lan truyền trong cộng đồng y bác sĩ đã về hưu, bà Hải đã huy động được hơn 6 chuyến hàng bao gồm các thiết bị y tế cũng như lương thực thực phẩm cùng nhiều các thiết bị bảo hộ với mong muốn người con trai duy nhất của mình cùng các đồng nghiệp của anh giảm đi phần nào gánh nặng của họ. Mong bạn lúc nào cũng chỉ nói là làm sao giữ gìn sức khỏe, còn chưa biết ngày về, dù sao vẫn còn được nói chuyện với nhau, còn những người muốn được nói chuyện còn không được, đấy là hạnh phúc rồi. Qua những hành động của tất cả chúng tôi, chứ không phải một mình tôi, tất cả chúng tôi trong ngành y tế thì chỉ muốn truyền đến cho các bạn trẻ là khi đã bước chân vào nghề y rồi thì nên yêu nghề và hãy cống hiến hết sức mình cho cái con đường mình đã chọn thì sẽ thành công. Ai cũng nói mình chỉ làm một việc nhỏ thôi, nhưng với nhiều viên gạch nhỏ ấy sẽ tạo thành một bức tường vững chắc, làm nên một lá chắn mạnh mẽ để Việt Nam có thể sớm chiến thắng dịch bệnh.